Danh tính thật sự của người cừu mới này là ai? Tại sao quỷ sa ngã lại muốn giết Mitaka bằng mọi giá? Sau bao ngày chờ đợi, tất cả mọi chuyện bí ẩn này đều vẫn chưa được Fujimoto giải đáp. Nghỉ hẳn 2 tuần, vong tác giả vẫn để cho các fan chúng ta cảm thấy tò mò và thắc mắc. Nhưng mà như vậy mới là Chainsaw Man chứ đúng không? Sau những ngày tháng căm ghét người cừu, bằng một lý do nào đó, cô nàng Mitaka cũng đã quyết định trở thành đồng minh của người cừu. Và thế là chúng ta có cái cảnh Chainsaw Rider cực chiến như thế này ở những chàng cuối của chap. Yoru giờ đây đã bị cô lập. Và hiện tại cô đang hoàn toàn đơn phương độc mã trong trận chiến giành lấy trái tim của người cưa. Vậy thực hư câu chuyện là như thế nào? Chào mừng các bạn đến với Ben Chạy Điện Tử. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem qua chap mới Chainsaw Man 129 có gì hấp dẫn nhé. Ở chap trước, Denji tưởng chừng như nỗ lực cứu lấy Mitaka sẽ được đền đáp. Thế nhưng không, càng nói chuyện với cô nàng thì tình hình càng ngày càng tệ hơn. Vì những lời nói của Denji càng khiến cho Mitaka hoảng sợ vãi cả ra quần. Thế là đâm ra cả hai đã cùng nhau bị rơi về địa ngục và hạ cánh an toàn tại nơi này. Khung cảnh có vẻ như không giống như so với lúc Denji đã từng đến trước đó cho lắm. Mà xung quanh cậu là bột màu đen thẫm. Cả hai đang cùng được đặt trên một chiếc dĩa khổng lồ cùng với những bộ phận cơ thể người. Được cho là thứ để trang trí cho món Asarut Yoru mà quỷ sa ngã đã nói đến trước đó, không một chút chần chừ. Denji vác Mitaka chạy đi tìm lối thoát. Thế nhưng đâu có dễ như vậy. Cả hai đang phải đối mặt với con quỷ sâu bướm khổng lồ mà hôm trước chị ngã đã vỗ béo. Nó gây ra không ít khó khăn cho Denji khi mà nội tạng của cậu cứ liên tục bị nó khều hết miếng này tới miếng khác. Nhưng ở Season 2, sức mạnh của cậu đã tăng lên đáng kể. Xoay sở một hồi thì cũng đã đến cửa. Nhưng không dễ như vậy. Đúng như dự đoán, quỷ sa ngã đã đứng ở đó đợi cả hai. Tưởng sẽ rơi vào thế khó. Thế nhưng không. Một cái cưa khổng lồ xuyên thẳng qua người của quỷ sa ngã khiến cho cô nát ra làm hai. Đó không ai khác, chính là người cưa thứ hai mà bấy lâu nay chúng ta hay thắc mắc. Nó cảnh báo với Denji rằng bọn quỷ sẽ tìm tới Mitaka bằng mọi giá, vì nên hãy trốn cho đến khi bình minh đến. Đó là những gì đã xảy ra ở chap 128. Và chap tờ lần này có tên Hãy Cứu Tôi, Người Cưa. Nghe quen quen đúng không? Nếu bạn nào đã đọc qua Season 1 và còn nhớ thì câu này đã được Makima nói rất nhiều lần rồi. Không biết là có điểm gì ở đây hay không, nhưng mà có lẽ là không đâu. Sau khi bị gã quỷ cưa thứ hai kia bổ đôi ra thì quỷ sa ngã chẳng nói chẳng rằng gì. Chắc có lẽ là cô nàng đã rơi vào trạng thái bất tỉnh và đang hồi phục. Ngược lại thì Mitaka đã tỉnh dậy. Hiện cô nàng cũng đã bị Denji vác và phát hiện ra là có tới tận hai gã người cưa. Ngay lúc đó con sâu bướm kia đã thọc tay ra, à không, thọc ra những cái móng của nó và tấn công cả hai, khiến cho bọn họ văng qua bên kia cánh cửa và trở về trái đất. Cú va chạm khiến cho Mitaka tỉnh cả ngủ và cô nàng cảm thấy rất là đau. Hiện tại thì trước mặt cô là một gã người cưa đầy máu đang tỏ ra đau đớn như thế này. Đây không thể nào là một cơ hội tốt hơn để có thể biến gã ta thành vũ khí, hoàn thành khế ước với Yoru và lấy lại được cơ thể của mình. Ai cũng nghĩ ra được như vậy. Nhưng chẳng có ai nghĩ rằng Mitaka sẽ làm như vậy đúng không? Vì nếu thế thì chuyện đã end ở đây còn mở nó mất rồi. Nên là mặc cho những lời nói đến từ quỷ chiến tranh, Mitaka cũng chả quan tâm. Cô lặng yên một hồi lâu, nhìn chăm chăm vào người cừu và suy nghĩ. Nhìn thấy điều đó, quỷ chiến tranh đọc xem thử người bạn của cô đang nghĩ gì và nhanh chóng phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Yoru bảo rằng có vẻ như mình lại đang phá hỏng nữa rồi. Vừa mới hiểu được Mitaka một chút thì giờ lại thành ra như thế này. Sau đó cô cọc lên và bảo rằng Mitaka lúc nào cũng thế, chả hiểu tại sao mà cô nàng cứ làm trái theo ý của Yoru. Ngay lập tức Mitaka cầm cục đá lên và đập thật mạnh vào tay mình. Điều này khiến cho cả Yoru và Mitaka cảm thấy đau đớn. Nhưng mà trong tấm hình này buồn cười thật sự. Quyết định của cô nàng là cứu lấy người cưa, vậy nên Mitaka mới hướng bàn tay chảy đầy máu của mình về phía Denji với một vẻ mặt tức giận và đầy khinh bỉ. Yoru nói với cô bạn của mình rằng mày không cần phải đi xa đến thế để cứu gã địch thủ này. Thậm chí là Mitaka đang đi quá giới hạn rồi đấy. Đáp lại điều đó thì Mitaka cho rằng giữa lần đó với Yuko và tối nay thì Chainsaw Man đã cứu mạng cô hai lần rồi. Vậy nên đó chính là lý do mà Mitaka cứu lại Chainsaw Man. Đúng thật là ngay tại khoảnh khắc này Mitaka chẳng việc gì phải cứu lấy người cừu cả. Gã ta chỉ là một kẻ đáng ghét, không liên đới gì đến Mitaka. Cô chỉ cần đọc thần chú chạm vào gã, thế là mọi chuyện sẽ kết thúc. Mitaka sẽ có lại được cơ thể mà mình hằng mong muốn, sống một cuộc sống bình yên, không liên lụy đến ai và chẳng ai liên lụy đến mình. Thế nhưng nếu làm vậy thì đó không phải là Mitaka. Cô đã chạy trốn bản thân mình quá lâu rồi. Và giờ đây Mitaka muốn đối mặt và giải quyết nó một lần và mãi mãi. Người cưa đã tự hy sinh bản thân mình đã lao lên khuyên ngăn và tìm mọi cách để cứu cô. Thậm chí
Anh ta còn hy sinh cả chính bản thân mình, với bản tính là một người tốt bụng thì không thể nào bà Mitaka lại có thể làm được như vậy đúng không? Mặc dù cuộc trò chuyện với anh ta khi cả hai bị treo lơ lửng đến địa ngục không được mấy hay ho cho lắm, thế nhưng dù gì thì đó cũng là cách mà Denji đang muốn cứu lấy cô nàng. Dù tệ, nhưng Mitaka vẫn cảm nhận được điều đó, vậy nên ta có thể xem như đây là một sự trả ơn của Mitaka đối với người cưa. Thêm vào đó, Mitaka nói rằng chính Chainsaw Man cũng là người đã truyền động lực cho cô rất lớn, bởi chỉ với hành động và lời nói của anh ta thôi cũng đã khiến cho cô nghĩ rằng một kẻ rắc rối như Chainsaw Man mà cũng được sống thì tại sao cô lại từ bỏ cuộc sống này chứ đúng không? Mặc dù nó khá là deep, nhưng mà độ hài hước trong cái khung cảnh này thì không thể nào mà bàn được. Câu chuyện muôn thuở về mối quan hệ như chó với mèo giữa cặp đôi hoàn cảnh này chưa bao giờ là đến hồi kết. Không biết khi Mitaka nhận ra được người cưa chính là Denji thì cô nàng sẽ nghĩ gì nữa. Cuối cùng thì con sâu bướm cũng đã đuổi kịp họ. Cảm giác có vẻ lâu, chứ thật ra những thứ đang xảy ra trong chuyện là cực kỳ nhanh đấy mấy ông. Móng tay của nó đã tiến ra ngoài, đâm thẳng tới Mitaka. Yoru thì chẳng làm được gì ngoài việc hét lên nhằm cảnh báo cho bạn mình. Nhanh chóng, Mitaka hét lên một câu khá quen thuộc và chúng ta cũng có thể thấy nó xuất hiện ở tiêu đề của chép chuyện, rằng cứu tôi với người cưa. Và tất nhiên, câu thần chú kêu cứu đó thì làm thế nào mà người cưa lại bỏ qua được đúng không? Nếu còn nhớ thì đây chính là thứ để bạn có thể triệu hồi ra người cưa nguyên thủy mà Makima đã tiết lộ ở season 1. Và cô nàng cũng đã sử dụng rất nhiều lần khi đó. Không biết là Fujimoto có ẩn ý gì sau hành động này hay chỉ đơn giản là gợi lại ký ức của hai nhân vật nữ trong season 1 và season 2. Bởi ở season 1 thì người kêu cứu là Makima và cô trong vai phản diện. Còn lúc này thì đó là Mitaka và là vai chính diện. Đây cũng là một sự tương phản trong vô vàn những thứ tương phản mà ta hay thấy Fujimoto thể hiện trong bộ truyện này. Quay trở lại với vấn đề, thì sau khi mở lời kêu cứu, Denji nhanh chóng thức tỉnh và giải cứu Mitaka trong gang tấc. Cả hai đáp trên một chiếc xe hơi, thế nhưng con sầu kia vẫn có vẻ không muốn cho họ một chút khoảng thời gian trống nào để nghỉ ngơi cả. Đúng như tên người cưa thứ hai kia đã nói, bọn chúng rất sợ quỷ sa ngã giết chết nếu chúng không ăn hết món mà ả đã làm cho. Vậy nên, đó là lý do mà con quỷ này truy đuổi ráo riết Mitaka tới như vậy. Denji nhảy đến ngôi nhà. Ngay lập tức, ngôi nhà bị phá nát, cậu chạy tới đâu là nơi đó như một bãi chiến trường, như Fast and Furious. Cả hai đuổi nhau cực kỳ gắt gao, tình hình căng thẳng tới mức mà một Denji chưa bao giờ tỏ vẻ nghiêm túc ra cho người khác thấy, lại tỏ ra trịnh trọng như thế này. Cậu nói với Mitaka rằng mình xin lỗi, vì có thể mình sẽ không thể cứu được cô nàng ngay lúc này. Nghe thấy thế thì cô cũng chả biết nói gì, phần vì đang bay dừa chồng chóng, phần thì đang hoảng quá vì mọi thứ diễn ra nhanh như vậy, nên Mitaka chỉ biết đờ mặt ra mà tận hưởng mà thôi. Nhìn vào một cái xúc tu của cái con sâu bướm này thì mình đang tự hỏi, chỉ với một cánh cửa thôi mà làm sao nó có thể biến ra nhiều tới như vậy để tấn công bọn họ. Hóa ra là chỉ với một nguồn như thế này thôi là con sâu bướm có thể phân tách ra thành nhiều mũi tấn công khác nhau. Mặc dù đang ở trong dạng quỷ cưa, thế nhưng suy cho cùng thì Denji cũng chỉ là một con người bình thường, vậy nên ít nhiều thì sức mạnh của cậu cũng có giới hạn ở một mức nào đó, chứ không thể nào mà bá đạo như vậy được. Nên truy đuổi như thế thì về đường dài Denji cũng đã thấm mệt mà thôi, và có lẽ hiện tại là cậu cũng đã chạm đến giới hạn. Nghe thấy thế, Mitaka nhanh chóng tìm giải pháp. Sau một hồi ngó nghiêng thì cô đã phát hiện ra một người phụ nữ đang chạy xe máy ở dưới đường, chỉ vào và nói với Denji rằng làm ơn hãy cướp chiếc xe mô tô đó. Nhanh chóng, Denji đáp lại rằng đừng có mà ngu như thế, làm sao mà cậu có thể cướp một chiếc xe máy của người phụ nữ đang lái nó chứ. Thế là Mitaka chuyển sang đối tượng khác, lần này là một người đàn ông cũng lái xe máy. Tưởng Denji giờ đây đã tốt bụng lên hẳn, thế nhưng không, Denji vẫn là Denji và cậu luôn có những pha xử lý khiến cho phái nữ cảm thấy yêu quý. Nếu mà hội nữ quyền đứng lên biểu tình để đòi lại quyền lợi thì khá chắc là thằng này sẽ có thể được bầu cử làm chủ tịch của hội đấy, vì nhìn xem cái pha xử lý của nó có phân biệt đối xử không cơ chứ. Mitaka chỉ vừa chỉ tay vào người đàn ông và bảo trộm nó thôi mà nhanh chóng cậu đã bay tới đá phăng cả người lẫn xe đi, rồi sau đó cướp lấy chiếc xe. Thanh niên chủ xe thì ngơ ngác và chả biết cái mẹ gì đang xảy ra, thì Denji đã nói rằng đừng có mà đổ lỗi cho cậu, nếu có thì hãy chửi con ghẹ đang ngồi đằng sau cậu đấy. Và thế rồi trên con xe tay ga, cả hai cùng đưa nhau đi chơi xa và thoát khỏi sự truy đuổi của con sâu bướm. Tin vui là giờ đây họ không còn lo lắng về vấn đề thể lực nữa. Còn tin buồn là Denji chả biết lái cái thứ quái quỷ này như thế nào. Nghe được điều đó, Mitaka hoảng sợ tột độ và thế là cô hét lên cầu thần chú siêu mô tô người cưa, và thế là vấn đề được giải quyết từ một chiếc mô tô bình thường. Và giờ đây ta đã có một chiếc quái xế cực kỳ ngầu lòi như thế này. Xem tới phân đoạn này là mình có liên tưởng đến
đến Ghost Rider vậy. Nhưng nếu xét trong mạch truyện thì nó khá là giống với khung cảnh mà Denji đã kết hợp với Beam và cả hai cùng nhau chiến đấu với quỷ bảo trong Season 1. Đó cũng là những gì đã xảy ra trong chapter tuần này. Mitaka đã có một sự thay đổi lớn trong cách suy nghĩ của cô nàng. Và ta có thể coi đây là bước đột phá thông qua việc chấp nhận bỏ lỡ cơ hội để có thể lấy lại cơ thể và sống một cuộc sống mà cô hằng mong ước để cứu lấy Denji và chọn sống thật với chính bản thân. Bằng chứng rõ hơn mà ta có thể thấy đó chính là việc, nếu các bạn để ý, thì ở những chàng cuối của truyện, chính Mitaka đã bảo Denji rằng hãy ăn cắp chiếc xe để trốn thoát đi. Nếu còn nhớ thì khi ở thủy cung, cô đã phát hiện ra Denji đi nhặt tiền tại nơi này và chỉ việc đó thôi cũng khiến cô nàng cảm thấy ghét cậu và cho rằng cậu chính là tên trộm. Điều này chứng tỏ Mitaka có tính cách khá là liêm chính. Nhưng lần này thì cô đã chủ động bảo Denji hãy trộm nó để có thể giải thoát cho cả hai, chứng tỏ rằng giờ đây Mitaka sẽ sống cho bản thân mình và làm những điều mà cô muốn hơn là những việc khác. Mạch truyện giờ đây đối với vài bạn có vẻ khá là chậm, nhưng đối với mình thì nó vẫn đang đi đúng hướng. Nếu còn nhớ thì Chainsaw Man Season 1 cũng đã phải mất từ 2-3 năm mới hoàn thành xong, vậy nên điều này cũng khá là dễ hiểu mà phải không? Như vậy thì cũng có cái hay vì chúng ta được thưởng thức những diễn biến của nó thêm dài dài. Và nếu thấy video này thú vị, hãy để lại cho mình một like, một đăng ký để mình có động lực trong những video tiếp theo nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!